Xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại kênh Gà Lang Thang. Chúc cô chú anh chị một ngày mới thật là vui vẻ, mạnh khỏe bên gia đình. Thì cô chú anh chị nhìn thấy không? Hôm nay là gà với lại anh Tính sẽ làm một cái món ăn, chính là mực hấp, để mình ăn mừng 50.000 người đăng ký nha cả nhà. Thì trước tiên thì mình cũng xin cảm ơn tất cả mọi người luôn đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng gà nha. Thì hôm nay đầu bếp chính của mình là anh Tính sẽ làm cái món mực hấp nha, mời cả nhà ăn nha. Anh Tính hấp anh Tính. Giới thiệu với cả nhà, đây là mực lá nè. Mực này là mẹ mình mua với giá là 170.000 nha cả nhà. Trong cuộc đời mình đây là lần đầu tiên là mình ăn cái món mực hấp này luôn á, với giá tiền 170.000 đồng á. Đầu bếp Tính sẽ nấu cái món này để mời cả nhà ăn. Anh Tính bưng cái dĩa luôn, anh Tính bưng dĩa lên luôn. Anh Tính là đợi chờ cái món này cả nhà. Anh Tính ăn cơm chưa? Bây giờ là quê mình đang nằm trong vùng dịch á, nên là đi lại rất là khó khăn cả nhà. Thì đáng lẽ là cái bữa ăn hôm nay á, là mình có mời thêm vài người nữa, ví dụ như Tài nè, Ngọc nè, cùng với mình, nhưng mà bây giờ dịch bệnh á, đi lại khó khăn nên là không có mặt hai đứa. Anh Tính không có mặt hai đứa, anh Tính có buồn anh Tính? Mừng chứ. Mừng hả? Không, đứa ăn ké mừng lắm chứ. Ở đó giờ anh Tính ăn mực hấp như vậy thì bao giờ chưa? Có. Có ở đâu? Trong giấc mơ. Trong giấc mơ hả? Hôm nay em sẽ mời anh Tính ăn cái món ăn cho no luôn nha. Món mực hấp ăn no nơi luôn nha. Bỏ mấy lát gừng cho anh Tính. Rồi. Bỏ lên lò than để hấp nha cả nhà nha. Bây giờ mình ngồi đợi cho nó chín thôi. Rồi, trong thời gian chờ mực nó hấp chín, mình bị tranh thủ đi rửa mấy cái món này cái đã. Đây là muối nè cả nhà. Muối nha cả nhà nha. Muối ớt mẹ mình làm nè. Đó thì anh Tính ăn đi anh Tính. Anh Tính cầm cái dĩa to vậy anh Tính. Muối ớt nè, để đây nè, anh Tính chấm đi. Anh thoải mái. Thì gà mời cả nhà ăn cùng với mình với lại anh Tính nha cả nhà nha. Wow, thơm quá ta. Thơm quá. Đây, mình gấp một con mực lá này cả nhà. Đó, mời cả nhà ăn mực lá nha. Mực này là rất là ngon cả nhà. À, thơm thiệt. Thơm anh Tính. Thơm. Nó nặng quá, nặng tay quá. Mình gấp. Bà này chấm cái. Rồi, mình không chờ được nữa. Mình mời mọi người luôn nha. Mời cả nhà miếng nha. Ngon quá cả nhà. Nó dai, nó thịt nó dai lắm. Mực này á là mình ra ngoài biển á cả nhà. Người ta vừa tàu vừa cập bến vô là mình mua luôn nha cả nhà nha. Nó còn sống luôn, nó còn nhúc mà nhúc mà nhúc luôn á. Kiểu như nó còn thở á. Thịt nó rất là dai mà ngon, tươi ngon. Quê mình là Cà Ná nha cả nhà. Tỉnh Ninh Thuận, nhưng mà khu vực Cà Ná. Ai. Nên là ngay cảng biển luôn cả nhà. Ngon quá. Không biết những đứa vắng mặt có cảm giác sao ta? Thèm. Đây là lần đầu tiên hai anh em mình ăn ngon đến như vậy luôn á. Tại vì cái công việc của mình, cái thời gian của mình nó không có cả nhà. Mình đi chỗ này chỗ kia, mình đi xa lắm. Từ ngay chỗ mình á, mà mình lên cái vùng núi cao mà ở Bắc Ái đồ á, mình quay những cái đồng bào đồ á. Sữa. Từ từ cho ông ăn coi. Những đồng bào mà quay đưa mấy bé chó về, hay là mình quay giúp đỡ những đồng bào khó khăn á, thì nó xa lắm cả nhà, rất là xa nha. Ăn bóc luôn nó ngon hơn.
Sữa. Ổn à. Ủa bính á. Đứng ra đó. Khi nào ba Trang là Trang. Nghe không? Ổn ba bính á. Dạ. Chấm luôn. Ba sữa. Mặc dù gia vị không không bằng món ăn gia vị của Trung Quốc nhưng mà vẫn rất ngon. Ngon. Ui. Qua đây con, qua đây. Chở qua đây. Qua đây. Qua đây, qua đây, qua đây. Qua đây, qua đây ba mau lên, qua đây. Chở, qua đây. Qua đây. Đó, qua đó. Chó nhà này dễ dụ quá. Đây cái đầu nè, cái đầu đây mình để dành cho bé sữa nha. Để mình thổi cho nó nguội nguội nha. Sữa, 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 sữa. Qua đây con, qua đây. Nè biểu mau lên. Đây nè, nè nè. Nóng nha, nóng á. Nóng, có chừng nóng. Nóng nè, ba đợi đây nè, đợi gọt gạch con ăn nha. Đây nè. Rồi ba ăn ngay. Sữa là nó đi theo mình. Mình đi đâu là đi đó cả nhà. Nói chung là mình về là bắt đầu nó mừng mình ghê lắm. Nó ngủ cũng ngủ với mình nữa. Con bé vàng nó mới ra. Từ từ cho con ăn nha. Nghe vàng nha. Hành. Rồi. Cái vàng ăn hiếp sữa. Sữa qua đây con, qua đây. Qua đây. Sữa qua đây. Đây biểu qua đây cho bà chào ăn cái khác. Nè, cho con nè. Con này nè. Đó. Con này. Bỏ lên cỏ nha, đừng bỏ lên đất nha. Thì gà cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều luôn. Thì kênh của gà đã được hơn 50.000 người đăng ký rồi cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã luôn đồng hành với gà nha, luôn ủng hộ gà trong những cái video mà chuyến hành trình mà gà đi á. Ngon anh Tính. Một chữ chính tớ ngon, không có dài. Cái kênh YouTube của mình á là mình tự làm hết á cả nhà, mình không nhờ bất cứ một ai hết á, không có ai dạy cho mình hết á. Là nói chung là cái học thức của mình không có cao đâu, mình chỉ biết chữ rồi tính toán thôi. Tại vì mình đam mê quá, mình làm YouTube là để lưu giữ những cái kỷ niệm á cả nhà. Nên là về cắt ghép video hay này kia hay là mình tự làm. Kênh của mình tự phát triển luôn, không có ai giúp hết á. Còn những cái kênh mà kênh lớn á thì người ta vô những cái công ty á, những cái công ty thì người ta quảng bá ra. Quảng bá ra thì kênh người ta mới lớn mạnh lên cả nhà. Nhưng mà quảng bá khi mà mình lãnh tiền là ăn chi nha cả nhà nha. Lương YouTube của mình nó ít lắm, không có bao nhiêu tiền đó, đủ cho mình đổ xăng rồi mình đi chỗ này chỗ kia để mình thực hiện cái mơ ước của mình thôi. Ăn nóng uống lạnh này tuy là không tốt cho lắm nhưng mà rất cực kỳ đã. Thấy chắc kỳ vậy. Ngon quá. Sao đồ ngon ăn mình vậy? Ăn dành đấy chứ. Anh Tính ăn với mình được rồi. Còn cái này là của con chó sữa của em. Lớn mà ăn cái đầu nè, cái sữa con nè, cái này của con, cái này của con. Đó. Thấy chưa? Nói chung á, anh Tính chỉ được ăn với mình thôi, còn cái đầu là phải cho mấy con chó của em. Hiểu không? Đầu là bộ phận ngon nhất mà. Thì ngon nhất em mới dành cho con chó của em. Anh Tính nghĩ bất sao vậy? Quá. Mời cả nhà ăn nha. Ngon cái nè. Không biết sau khi up cái video này lên Tài Ngọc cảm giác như thế nào. Có khi nào nó chắc vào vô đây nó tìm nó hỏi thăm mình không okay. Cả. Sữa đừng ăn cái đó con. Nè, sữa đừng ăn đó. Cái đó nhai không nhả ra. Anh Tính lấy cái đó đừng có bỏ đó nữa. Băng lên trên cây á, băng bụi á. Không có cho bé ăn cái đó. Cái này là cái này gọi là cái gì ta? Cái này gọi là cái gì của con mực ta? Cái nang con mực. Cái nang này nó còn nhỏ xíu à. Nếu mà con mực to là cái nang nó cứng lắm. Để đây nè, nó không có dám vô ăn đâu. Hey. Đây này. Hổn nha. Hổn nha.
Ngon quá. Vàng. Ngon quá nhỉ. Thôi biểu nè. Thôi giữa tao đây. Vàng, tao quên á. Nè, cái này cho vàng đi. Ngày sữa đang xong. Ngon quá cả nhà. Anh tính hay ngon anh tính? Ngon. Vàng, bà quýnh rồi giờ. Không mới cắn em nè. Cái thịt mực nó dai quá nha. Mà nó còn nóng á, vừa nóng nóng mình thổi thổi ăn ngon. Đến, ăn miếng. À ơi, hạ họng ra. Hạ ra. Coi như trước miếng gì không trở đâu. Nè hạ ra đi. Sữa ơi, cho con nè. Không cho tao, của tao bắt mơ đút lên khác làm những cái vụ đó. Mình tính ham ăn rồi cả nhà. Anh tính hà mang ngôi trần sữa cắn miệng anh tính á. Cái này mà nếu mà anh bắt câu ngoài biển luôn, ăn ngoài biển luôn con giác nó ngon hơn nữa. Thì thời gian sắp tới thì mình sẽ đi giúp đỡ những anh chị cô chú ở trên vùng cao á cả nhà. Tại vì cái vùng ở trên đó cả nhà biết không, họ rất là khổ luôn, khổ lắm. Cơm không có ăn luôn á. Mình ngồi đây mình ăn là mình cảm thấy nó rất là sang trọng rồi cả nhà, rất là sang trọng luôn. Nhưng mà cái bữa ăn này á, chắc mình nghĩ trong cuộc đời của mình luôn, đây là lần đầu tiên mà mình ăn cái bữa ăn 170.000. Hai anh em mình ngồi ăn như thế này nè. Khi nào mà mình đủ 100.000 người đăng ký, mình lấy cái nút bạc á, thì có thể mình sẽ có một cái bữa ăn như thế này nữa, cùng với mấy anh em mình nữa. Thì cả nhà hãy ủng hộ cho mình nha. Mình đi làm video này thì mình đi xa xa một chút á, thì cái vùng cao trên ở trên núi cao á, cái cuộc sống của họ nó khổ cực hơn. Ví dụ như ở dưới đồng bằng như chỗ mình rồi này kia thì có những chỗ thì người ta có thể đi làm được, còn ở trên nó không có công việc gì để làm cả nhà. Với lại họ không có biết tiếng Việt á, không biết tiếng Việt, họ giao tiếp không có tốt á. Họ xuống dưới người Kinh họ làm lương thấp lắm. Cái anh đó anh nói với mình á, cái anh mà trên vùng núi anh nói với mình á, cái đợt mà anh đi Đà Lạt anh làm cà phê á, một tháng chỉ được có 3-4 triệu thôi cả nhà, lương rất là thấp luôn, nhưng mà làm cà phê, đi hái cà phê nó cực lắm. Mình cũng từng đi nghỉ dầu rồi mọi người, mình cũng từng hái cà phê rồi, mình biết cái cực khổ đó chứ. No ghê. Sữa nè cho con nè. À đây. Đây. Còn cái này của con này vàng. Rồi. Ở trong đây còn 4 con cả nhà. 4 con, 4 con mực to lắm. Mình thì cũng đã no rồi, mình ăn nãy giờ cũng no rồi cả nhà. Cái này là mình để dành cho mẹ mình nha cả nhà nha. 4 con nè. Tôi dành cho mẹ. Nói chung là công lao của mẹ mình rất là lớn luôn. Ở nhà mình đi quay những cái video á thì toàn là mẹ mình ở nhà chăm cho mấy bé, không tắm rửa dọn phân rồi này kia, nấu ăn nấu uống rồi cho mấy bé á, tất cả đều là mẹ mình làm hết. Nên là cả nhà yên tâm nha cả nhà. Có nhiều cô chú anh chị nói là mình đi thì ai chăm sóc cho mấy bé chó đó, thì mẹ mình chăm sóc hết á. Nói chung mẹ mình quản lý hết, có chuyện gì là mẹ mình gọi điện thoại alo cho mình liền đó. Thì còn mấy mực mình để dành cho mẹ nha cả nhà nha. Rồi video của mình chỉ đến đây thôi. Một lần nữa thì mình xin cảm ơn cô chú anh chị ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài thì luôn đồng hành với mình, luôn yêu mến mình, đăng ký kênh ủng hộ cho mình và xem quảng cáo ủng hộ cho mình luôn. Thì cảm ơn cô chú anh chị và tất cả mọi người rất là nhiều luôn. Mình không biết nói gì hơn, thì chúc cho cô chú anh chị và các bạn thật là nhiều sức khỏe nè, may mắn ở trong cuộc sống á. Như mùa dịch này thì luôn luôn là an toàn nha. Bye bye cả nhà nha, hẹn cả nhà những tập video tiếp theo nha. Bye bye mọi người, xin mọi người ủng hộ anh em mình nha. Đi vô con, đi vô. Đi vô ăn cơm sữa ơi, đi vô. Vô bá cơm con ăn. Vàng đi vô ăn cơm con. Bây giờ nó đói nó mới ra đó cả nhà.